Xin chào các quý vị khán giả, xin chào các audiophile. Với tôi, khi được trải nghiệm và set up và làm việc với những dòng đầu bảng, trong đó kể cả âm ly, kể cả loa thì tôi rất thích những dòng loa bookshelf này. Đó là dòng Mojo S đến từ hãng Grifon Đan Mạch. Và dòng Mojo S này thì được sở hữu những công nghệ đầu bảng của dòng Kodo. Đó là một dòng loa 4 tháp và là hàng lớn nhất của phiên bản của hãng. Và dòng này thì nó được ứng dụng rất là nhiều cái mà chúng tôi là những kỹ thuật thì muốn tìm tòi sâu để hiểu sâu và tìm ra những công năng và tính năng và tại sao dòng này lại là một trong những năm cặp loa mà muốn nghe hàng đầu thế giới và đã được trong giới audio, tức là truyền tai nhau, đây là trong bốn cặp ra phải được sở hữu vì đấy là dòng bookshelf. Bây giờ chúng ta cùng vào nhìn vào cặp loa này. Cặp loa này thì được sở hữu trên một bộ chân của Colosseum, tức là nó làm giống như là chiếc Power của Colosseum. Và hoàn toàn ba chân ở dưới thì là một chân trước là chân côn đinh để triệt tiêu sóng đứng. Côn chân đằng sau thì có thể là mình có thể hạ cao độ thấp, đứng trên một thanh kim loại tổng hợp. Và dòng loa bộ đôi này thì nó có, tức là dòng Mojo S này thì có một cái trọng lượng lên đến gần 50kg cho một module như thế này. Và với một hệ thống như thế này thì tôi nghĩ đây là một chiếc loa của dòng bookshelf nhưng mà lại đứng trong một cái thể tích tương đối là lớn, nếu mà so với loa cột thì cũng không hơn là bao nhiêu cả. Nhưng mà người ta muốn, tại sao người ta muốn tìm một dòng chiếc bookshelf mà có một màu sắc âm thanh chất lượng thì cái đó lại phải quay về vòng bookshelf. Vì bookshelf này thì nó không bị ảnh hưởng nhiều tới sóng đứng và nó cho một chất âm tương đối là trung thực, đẹp so hơn với cả dòng loa cây. Nên nhiều người ta vẫn muốn dùng loa bookshelf để quản lý các cái dải âm chung làm sao cho thật hoàn hảo. Dòng loa này thì được sở hữu hai cái bát 6 inch, tức là khoảng 15 phân này, của hãng Si rất nổi tiếng, và đây là được đặt riêng cho hãng Diablo. Và cái hệ thống màng loa và rốn loa thì chỉ gọi là siêu nhẹ luôn, nó chỉ có 7,7 gram đó. Nhưng mà cái nội lực của trong cái màng loa này thì lại phải nói đến các cái hệ thống nam châm cũng như là các tính năng để đi cùng với nó, thì đây là một điều rất tuyệt vời. Còn ở dải cao thì dòng loa này được sử dụng một cái chép của hãng Bulldog. Đây là một chép ATM. Thì cái chép này thì nó được sở hữu một cái chép lên đến tận 32 key, và lại được phụ trội thêm là đằng sau có thanh gripper, tức là cái thanh đó mình có thể tăng hoặc giảm decibel của chiếc chép đi theo một công nghệ. Đây là một công nghệ rất là hay, tức là mình chơi mình có thể tăng giảm theo một cái, là mình gọi là một cái setting riêng cho cái loa chép này. Và cái điều rất là hay của trong hệ thống của loa này đó chính là bộ phần tần đằng sau ở phần tần cấp 4. Đây là phần tần cấp cao cấp nhất của tất cả các dòng loa, và được sử dụng những cái tụ như tụ Jensen gâm dầu cũng như là các đầu mối nối, tức là hàn cứng và sau đó được bóc teflon vào, và thêm những cái tụ lún đăn, tức là để vào đây, là những cái công nghệ mà tốt nhất của hãng đã đưa vào đây, thì có gần như là đó là một cái sự hoàn thiện cho cặp loa Mojo này. Và cặp loa Mojo này thì lúc trước thì chúng tôi đã từng trải nghiệm, tức là bày theo cấu trúc đánh rất là cơ bản. Nhưng hôm nay chúng tôi sẽ đánh bày theo cấu trúc đánh theo đúng, tức là phối ghép theo đúng như là của hãng. Tức là đây là lấy từ đường tròn vòng tâm ra đến hai cặp loa này, và hệ thống bảy của chúng tôi đánh để chúng tôi thử kiểm nghiệm xem là với cấu trúc đánh như thế này thì cái màu sắc âm thanh nó sẽ như thế nào, và nó sẽ cho được người chơi cái cảm nhận ra làm sao với đôi loa này. Vì đây là một đôi loa bookshelf, và đánh ở trong gian phòng test lắp của Thiên Hà này lên tới gần 50 mét vuông thì tôi nghĩ không hiểu có bị quá sức hay không. Thì bây giờ chúng ta cùng có một sự trải nghiệm. Và cái sự trải nghiệm hôm nay đi đồng hành cùng với cái dòng Mojo S này nó là gì? Đó là chiếc âm ly Hegel 590. Mời các bạn. Chiếc âm ly Hegel 590 này đến từ đất nước Na Uy, cũng một đất nước rất nổi tiếng trong các cái giới chơi audio. Và đây là bản tích hợp lớn nhất của hãng. Thế là cái bản này thì được tích tụ tất cả những tinh hoa của hãng. Các kỹ sư trưởng của hãng cũng đã đầu tư vào đây rất là nhiều tâm huyết, đã sử dụng công nghệ NG-SAW2, tức là đây là một công nghệ, tức là làm sao làm miền tuyến tính của sóng âm là nó sẽ được giảm xuống
và nó sẽ hạn chế để làm sao đưa cái chất âm trung thực nhất đến cho người nghe ở trong mạch khuếch đại. Đó là một cái điều rất là tuyệt vời của các kỹ sư hãng Hegel này mà chúng ta rất là phải cảm ơn. Chiếc âm ly này thì có công suất danh định tên lấy 300W cho một kênh và gần 600W cho trở kháng nặng hơn nữa khi người ta đánh xuống dưới dải trầm thấp hơn là 4 ohm. Và một điều quan trọng là chiếc âm ly này so với các âm ly trước thì nó đã được cải tiến rõ rệt về nguồn điện và tụ điện, tức là nó đã tăng gần như là lên gần gấp rưỡi so với cả các định dạng trước. Nên với công suất này thì các bạn khi chơi với những đôi loa khó tính hoặc những đôi loa trở kháng xuống thấp thì các bạn cũng không phải lo cái sự hụt hơi của chiếc âm ly này. Đó là nói về phần analog. Còn về phần trong này, chiếc âm ly này nó lại còn được thêm một trang bị, một hệ thống giải mã DAC 4493 của AKM. Đó là một trong những bộ giải mã kép đôi tốt hàng đầu thế giới bây giờ và đã được hãng đưa vào đây, vì đây bây giờ theo một cái xu hướng là các bạn có thể stream nhạc trực tiếp, chơi nhạc mạng, nhạc số qua những định dạng của chiếc âm ly này với những giao diện hoặc là những cái để được giải tần nó lên. Từ những giao diện thì rất là cơ bản như là dùng Spotify hoặc Tidal hoặc là MQA, và được giải tần thì lên đến tận 24, 32 bit ở nhiều định dạng khác nhau. Đó là một điều rất là ghi nhận của hãng Hegel này khi đưa chất lượng sản phẩm vào trong này. Và với một cấu trúc của hệ thống của bộ đôi sản phẩm ngày hôm nay thì tôi chỉ nghĩ đây là một điều tối giản trong việc chơi âm thanh, nhưng mà tôi muốn tìm một cái sự âm thanh hay và trung thực và có một nguồn nhạc đa dạng, nên chúng tôi đã đang kết nối cùng iPad này với hệ thống nhạc là của Tidal. Và một điều để cho các bạn có một sự trải nghiệm thoải mái hơn là các bạn hãy đến Thiên Hà và chúng tôi sẽ có những các nhân viên kỹ thuật giúp đỡ cho các bạn về các khoản này, và chúng ta chỉ có việc trải nghiệm âm nhạc. Còn bây giờ thì cũng không phải để các bạn ở lâu, tôi sẽ xin mời các bạn cùng tôi có những bản test luôn. Xin mời. Sunshine when she's gone.
not warm when she's away. Ain't no sunshine when she's gone. And she's always gone too long. Anytime she goes away, I wonder this time where she's gone. I wonder if she's gone to stay. Ain't no sunshine when she's gone. And this house just ain't no home. Anytime she goes away, and I know. Thật tuyệt vời. Hôm nay thì qua những buổi test nhạc, tôi và những người bạn ngồi đây nghe thì mọi người cũng chẳng ai còn để ý đâu là giải cao, đâu là giải trung, đâu là giải trầm, vì đôi Majo này đã cho tràn ngập âm thanh trong phòng nghe nhạc này rồi. Và chúng tôi chỉ việc ngồi nghe và thưởng thức. Và cái sự cảm nhận của tôi hôm nay khi set up như này, tôi đã thấy tuyệt vời. Đó là một cái sự ghi nhận của hãng khi người ta đã đưa ra một cái phương án và giải quyết vấn đề set up, thì tôi thấy rất là hay. Trường âm đốc đang đều được thỏa mãn, và chúng mình chỉ còn thỏa mãn về âm nhạc. Và sẽ hẹn các bạn vào các YouTube sau. Xin chào và hẹn gặp lại.